Tính tới thời điểm hiện tại, bà Phương Hằng vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sau hàng loạt buổi livestream tố giác giới nghệ sĩ, vợ ông Dũng lò vôi đã tạo nên nhiều cơn địa chấn khiến người người nhà nhà quan tâm theo dõi vì quá kịch tính. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả, xuất hiện không ít nghệ sĩ đã lên tiếng đá xéo bà Phương Hằng. Sau nghệ sĩ Đức Hải, Xuân Nghị là cái tên tiếp theo dính vào nghi án có lời lẽ thô tục khi nói về bà Phương Hằng trên mạng xã hội. Cụ thể, dân mạng khẳng định rằng Xuân Nghị đã sử dụng nick Facebook chị bé hai, tài khoản dùng để đăng ảnh về chú cún cưng để chỉ trích một người phụ nữ tên Hát vì xuất hiện quá nhiều trên mặt báo những ngày qua. Tuy nhiên, cách hành văn lại khiến cho người đọc cảm thấy khó chịu khi xuất hiện những từ ngữ kém văn hóa. Chưa hết, khi trả lời một bình luận chỉ trích ở bài đăng khác, Xuân Nghi cho biết, không cần trả lời tụi nó đâu, trả lời tụi nó cũng không hiểu vì toàn robot thôi ạ. Chúc em coi clip vui vẻ nha. Hiện tại, bài đăng này đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chưa xác định được người sử dụng nick Facebook chị bé hai có phải là Xuân Nghi hay không, nhưng với sức mạnh của cộng đồng mạng thì câu chuyện này chắc chắn chưa dừng lại.